Ủa, Kim cầm con cá hả? Ừ, con cá kìa, đưa cho bà ngoại đi. Đưa cho bà ngoại đi. Ồ, đưa cho bà ngoại cắt chiên ăn đi. Hôm nay Kim giỏi á. Hôm nay Kim ngoan phải không? Ủa? Hôm nay Kim ngoan đúng không? Nãy bà ngoại nói Kim ngoan ý. Kim rất là thích coi lại clip của Kim. Đứng rồi, coi đứng rồi, đứng nhón chi con. Giờ là cái giường này là không có nghĩa lý gì nữa. Bước lên cái một à, Kim sẽ trụ vô cái này nè, cái góc này nè, tựa cái lưng vô. Xong rồi đi lên. Kim, thiên Kim yêu dấu của mẹ. Tóc Kim dài rồi nên là buộc ở phía sau lại đường vậy á. Với lại là cái đầu đang hơi dơ nên mới nó hơi rít nên mới hơi buộc cao nên nó không có bung. Kim, con làm gì mà con đứng con coi con thất thần vậy Kim? Kim ơi, tương tác với mẹ xíu đi. Con bài đồ ra quá hả? Cái nhà bung hết rồi. Đồ chơi không à, đồ chơi của Kim không á? Kim ngồi đi đâu nè, mấy bây giờ nè, đó con lấy đi. Bé Kim ơi, Kim hôm nay ăn cơm được rồi, cơm Kim có vẻ ngán cháo rồi nên là mẹ đã cho ăn cơm trộn với cá, cá hoặc là gà xay nát ra trộn rồi vo vo lại cho Kim. Kim sợ cái muỗng lắm, Kim sợ cái muỗng lắm nên là bây giờ không có đút được. Sao mẹ đang quay clip mà con lại đây, sao mẹ quay con nữa? Sợ cái ấy lắm, sợ cái muỗng lắm. Đưa cái muỗng vô là Kim biết là đồ ăn không ngon hay sao, đồ ăn của không có thích. Thích ăn như người lớn vậy đó. Bóc ra, ho đừng là đó coi ổ điện. Thôi sao thích cái quạt quá à, đi về nội cũng lợi cái quạt đứng lên. Ở đây cũng đứng lên. Rồi con bấm đi. Con bấm mà cái quạt nó chạy, mẹ em sợ con luôn á. Đúng rồi, con cầm cái nút đó là đúng rồi đó. Thôi, đi ra, tí vô đó, tí vô đó. Đi ra con, em mẹ ẩm. Thôi mẹ ẩm, ui mẹ ẩm. Ui. À, lên giường, thôi mẹ ơi. Không chịu.